Ngày 9 tháng 12, Trung tá Hoàng Bách Tùng, đồn trưởng đồn biên phòng Triệu Vân, biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện một tàu sắt không có người bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, đơn vị đã phát hiện một chiếc tàu vỏ sắt trôi dạt vào bờ biển, cách thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khoảng 50 mét. Chiếc tàu này mang số hiệu nước ngoài, có chiều dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét, cao khoảng 12 mét. Quan sát bằng mắt thường, chỉ thấy trên tàu có ngư lưới cụ, không có người bên trong. Hiện lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, nhưng chưa tiếp cận lên tàu vì sóng to.